Kính chào quý vị và các bạn. Ngay cuối tuần, nếu quý vị có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời thì cần lưu ý bởi tình trạng mưa dông kèm theo các hiện tượng như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn còn tiếp diễn ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Cục bộ có mưa to với lượng mưa là từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Do có mưa nên ở các khu vực này nắng nóng giảm rõ rệt, trời dịu mát với nền nhiệt hầu hết đều dưới 35 độ. Chỉ có một vài nơi ở Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có thể trên 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận vẫn có nắng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nhiều, cục bộ có nơi nền nhiệt sẽ trên 35 độ. Còn tại Nam Bộ, ngày cuối tuần vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và duy trì nhiệt độ trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, về chiều và tối ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, vì vậy quý vị cần lưu ý. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh đến cấp 7, cấp 8. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 70%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH Trumil, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Amizu đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.